Bạn sử dụng đấy từng học này bạn xem rap video mới ní các nhóm năng thưa ca bằng hàng đó nè từng học này tha ta nó pe đài là lục kru ban đã assignment ở thưa nơi con ông Google Classroom ta dân submit assignment từ lục kru nè kru vĩnh giang đời một đạch bạn ở lưu thoa thanh ní cứ chỉ thân nạ robot dương đại diện cho mỗi nấng là kiểu nhóm ban bằng cao chỉ thân testing class mỗi hay niche account xem rap sa niche account student chẳng bản thân chỉ dương chỉ student dương ba account bao dương máu ba class robot dương máu và hai dương cho class work và nếu bây giờ dương cho class work dương nâng khơi assignment đại lục kiểu bạn đã ai bạn dân khơi assignment ta bổ sung chế tha ô miền assignment mà hỏi nơi không class work nâng dân nâng khơi bạn ở lâu thì họ tha nhóm chọn nhóm chia nisset nè nhóm chia nisset tới submit assignment tại lực lưu và chúng nhóm click lên assignment này mà và bắt đầu máu dùng cho assignment này và rồi hỏi dùng print về máu và dùng print chia PDF và dùng print chia PDF đọc bài ấy đọc bài dùng print và đọc bài dùng print dùng testing đọc bài dùng print hỏi dùng ai cho xe dùng lao tự ai lực rù mình và assignment 1 đã được trong desktop và chương trình cứ chi assignment 1 đã dựng bản download bị lực rù và download bị lực rù chương ưu tiêu hóa thân chi assignment đại lực rù đã ao ở chân tới và ưu tiêu hóa và chương dựng thử submit nơi ngày na anh ấy nói dựng từ xe mà và rồi mua dựng ai copy hơi dùng path thấy đó và dùng ai copy path ta cho được con word được có xe lang win được con word rồi hơi dùng submit tới lực rù mình ta dùng submit tới lực rù mình nhận đổi đặt nộp để dùng miền file chia chấm lại và nộp để dùng miền file chấm lại hơi lâu đó ra dùng miền file cho chấm lại hơi kiểm chứng kiểm chỉ student kiểm thử submit tới cán teacher bọc nhóm chẳng nhóm có bông tay này dễ nít không niêm chỉ student nhé chẳng click lơ cái line view assignment này mà đọc bấy submit assignment đọc bấy attach file chấm lái đại dương bàn thuở từ cắn lục rù và chẳng click lơ view assignment và bắt đầu một tiếng nhưng click add or create và add or create rồi hãy dùng attach file nhé dùng attach file bộ sân bảo file chỉ Word chỉ Excel lấy nâng của bạn đấy dùng select file để nâng nâng computer bảo dương mà lấy ưu tiêu hồ hà nhóm miền file trong lòi mùi nhé chỉ file trong lòi nhé assignment 1 testing answer dùng miền file trong lòi chỉ PDF mùi chứng dùng ai select lơ file nâng hãy open mà và mình tạo máu dừng upload file và ok file từ bàn attach nè file từ bàn attach bên tay mình toàn bàn send từ cắn lục rùn lại vậy và toàn để dừng click turn in bắt đầu bị attach file hói dừng click turn in và tạo máu dừng dừng khơi nhà notification mỗi cái thang dùng turn in và này ta dùng return assignment tại căn lực rù với đòi miễn attach file này mùi nế và dùng vô prom ok dùng turn in và tập hành năng cứ lực rù ban tổ tù là assignment bỏ dương này và lực rù ban tổ tù là assignment bỏ dương này và chân ọc con chán xâm rạp ca mơ video thà ta submit assignment nước non Google Classroom dẫn đôi một tách và học con